hay đâu, không biết làm gì ta. Cái dừa làm gì bạn? Sữa gì á? Rồi làm gì ta? Ông mưa là cũng dữ mà ông nắng thì cũng ghê, không có nào gì nữa đây. Mình dắt lấy lá cà phê cái gì để hôm gà chắc móc hả? Đâu có mấy khúc cây nó nặng này bự dưới ta. Lát nè, là xin lỗi mẹ, xin lỗi nè, cái gì đó. Mẹ con làm nhiều tiền lắm luôn á cả nhà. Xe lỗi vậy nè. Ngày cả nhà biết được nhiêu không? Nói cả nhà nghe giật mình luôn á. Như mẹ nói mẹ, phê khán giả mà. Lại đi đường kỹ vậy. Phê đi mẹ, phê đi. 20.000 gì. Cả nhà thấy nhiều ghê không? Không có ngàn nào nữa. Đâu phải mỗi ngày đâu. Ở không như quẩn thì xe. Không, tính ngày thẳng thét hết luôn á. Giờ chắc được 20.000, ngày 10 cuộn gì 10 kg thì phải 20.000. Ngày làm được 20.000. Ngày làm được 20.000. Nói chứ có nghề nghỉ chứ. Ngày 10 kg phải không? Ừ. Ngày là xe thẳng thét là từ sáng nãy giờ, mấy giờ tới mấy giờ mình tính cái ngày làm thẳng thét rồi đừng có tính. Không biết cái đâu, ở nào xe chứ đâu có ngồi sòng xả không nội đâu, ngồi sòng. Ngồi sòng đâu nổi phải không? Đúng, ngồi sòng. Ừ. Nói tóm lại là làm ngày được 20.000 nha cả nhà. Cả nhà nghe hết hồn chưa? Gom cuối tuần lại cái sách cái giỏ đi chợ, cái vai cái dèo rồi xong. Tụi lũi, tụi khía. Đúng rồi, lỗi sột. Có 1.500, ký biết là nhiêu. 1.500 ký tiền điện cái lỗ. Rồi mình chải cái bao ra nữa cả nhà. Cân 15 rồi bán 16 rưỡi rồi là cái gì? Nó nhót ký. Rồi bao bì rồi chải thuốc nữa rồi điện đài nữa là gì? Đúng rồi, tại vì cọng lát á mọi người là cái ai có cái bao á rồi mình chải ra. Đúng mình mới xe được. Rồi khi mà cân lát thì mình cân luôn cái bao. Còn mình xe lỗi thì mình phải chải cái bao ra thì mình lỗ cái phần đó, phần cái bao nó cũng nặng lắm. Mình phơi nắng này kia nữa nè, nó phơi đem ra phơi nè. Rồi ơi thiệt, ở quê ngon vậy cả nhà ơi. Mà ai cũng làm nha, đó ở sớm con là hình như cũng hết phân nửa người phụ nữ ở quê ở nhà làm cái nghề xe lỗi này nè. Kiểu như là lấy công làm lời với những lúc rảnh rỗi thôi, còn những lúc khác thì đi mần cỏ vườn luôn. Xong, né mặt ra, nhìn mặt ra. Ôi mặt mày ghê quá để mà lấy camera. Ủa. Lấy cây quay. Chứ làm này là nhiều khi mình làm á mình xài tiền mình tiếc tiền lắm á cả nhà. Bị kiểu như mình làm không có nhiêu tiền á, cái đi ra ngoài mình xài nhiều khi chắc thèm ăn phở không dám ăn. Sao dám ăn tô phở mấy chục ngàn như tới thành phố. Thành phố ăn tô phở là bằng 2 ngày làm ở quê. Ăn sáng nấu nồi cơm kho nước mắm kho quẹt. Mần đi mần mướn hay là làm từ đồng thì cắt rồi, không phải ăn đâu. Rồi nội mua về đồ ăn này kia xây xài trong nhà rồi. Rồi bệnh không dám uống thuốc nữa chứ đừng nói ăn. Nó thiệt luôn. Trời ơi. Trời nắng quá trời. Bây giờ là 9 giờ mà không nắng như 12 giờ đi trời. Quá trời nắng luôn. Trời ơi. Có cầu vồng đó là cũng hạn luôn rồi đó. Cầu vồng hả? Sao con thấy là hôm qua hồi nào? Bữa hôm 2 giờ quý nè. Ngày hôm qua cốc nghiến răng, thấy nghiến răng tưởng là trời mưa. Mừng. Hồi xưa nó cốc nghiến răng trời mưa chứ giờ không có. Dạ mưa cái gì? Nghiến răng nắng thêm với mưa cái gì? Cái đây phơi nắng nè cả nhà. Mẹ Ngân phơi lỗi, Ngân phơi nắng. Không chết. Xui nó nựng dịch kìa, trời ơi nó cưng kìa. Kìa cả nhà. trời, thói ngại nó nựng, nó vuốt ngoe, vuốt ve, vuốt mông. Rồi đó, giờ hổng gài Su gì quê, hổng gài quen rồi. Rồi bắt đầu hả, Su đi đâu là nó chạy theo đó, cưng lắm. Điệu cười cái này, cười cái này, nó nói chuyện giống như hồi nhỏ. Con chào ông bà cô chú. Qua lại mặt lại nói giờ nó không giống đó nè, nó khác 180 cây số luôn á. Trời ơi, kiểu này là trưa khỏi ngủ trưa nữa rồi. Trong gieo mà không có mây trắng luôn, mây xanh không à. Mà là nó cao hơn Ngân luôn nè cả nhà. Con bỏ đi dép đâu được, con dép coi. Bỏ cũng cao. Để dựng camera xuống nha, rồi quay nha. Nhà hai mẹ con đi chân không nha. Ngoại đứng vô ngoại. Cao hơn chứ. Nè, ngoại đứng vô thử rồi. Thử đứng chung với Su thử rồi. Ôi trời ơi, đã tắt rồi. Làm gì sao à? Già ngại già càng người. Người mình mốt nguyên mình già là người mình nó thấp hơn. Ông kia ông chở lá dừa gì kìa. Ông đi mất mẹ. Thôi để Ngân quay bầu trời nha. Ngân đi chân không mà không đội nón luôn nè. Đó. Quá trời là nắng, nóng nữa chứ không phải nắng không đâu, không nắng không chết. Người ta nói 5 Dần tháng hạn, sắp tới mùng 5 tháng 5 rồi cả nhà ơi. Mùng 5 tháng 5 thì em sẽ đi ăn trực, coi em vòng sớm coi có ai rủ mà mình đi, còn không rủ thì thôi. Rồi sáng giờ đợi vợ mày rủ. Sáng giả bộ cái mình xách cái giỏ, mình đi lang thang vòng xách cái máy quay phim. Giả bộ mình đi vòng sớm ơi, mình đi quay rồi vòng cây cối rồi vậy, mình đứng ngó coi có ai kêu mình không. Rồi Su à, nó đựng con đậu bún y như đựng em bé vậy mà. Thấy không vậy? Làm gì vậy? Đựng xong thả nhỏ cái bạch vậy? Con ngựa, con múc cái ca ra, con ngựa xong cái lua con thọc tay vô cái ăn đi ra, ăn chung đi ra. Người ta múc cái ca ra con. Nhà ngoại mua nuôi 70 con thì xong lụm trứng bán, ra chợ bán. Hồi đó nuôi vịt đều dữ lắm mà giờ ngoại lười biếng nuôi rồi, chứ hồi đó nuôi vịt xiêm mấy chục con, 10 mấy con không. Giờ bắt đầu quét sân. Nhớ hồi đó Tết đó là cái mỗi lần mà giấc sáng á, cái nghe tiếng quét sân á mà cũng thấy vui nữa. Chắc là gần sáng rồi lạnh lạnh á, cái nghe văng vẳng sớm đã quét sân rồi, nghe tiếng lá xào xạc á. Trời ơi, cái cảm giác đó không bao giờ mà quên được. Còn bây giờ thì nó không có cái gì gọi là kỷ niệm như hồi xưa chứ. Hồi đó Tết nó nghe tiếng quét sân, quét chổi trà á nha. Ồ, nghe rột á mà phái. Trời lạnh thì đốt lá cây sưởi ấm. Đó, hồi đó lạnh trời ơi, Tết rồi lạnh trùm mấy cái mền, mấy cái áo ấm, bận trùm mấy chiếc chiếu mà vẫn còn lạnh. Còn bây giờ trời ơi, nó mất đi cái cảm giác ngày xưa. Giờ đứng đây ôm cột nó sạm. Cả nhà thấy Ngân bây giờ là Ngân 39 tuổi rồi cả nhà. Cả nhà thấy Ngân già hay Ngân trẻ, hay là Ngân vừa hay là quá già. gái Ngân 12 tuổi, 11 tuổi, chưa tới sinh nhật, còn vài tháng nữa mới lên 12 tuổi. Học qua lớp 5 chuẩn bị qua lớp 6 thì làm bác su. Ông xã Ngân thì đang ở Sài Gòn, không có về, anh đi làm. Giờ mùa hè cho nên Su mới về được, chứ còn bình thường thì hai mẹ con ở thành phố, năm về được lần. Con hỏi ngoại chứ mẹ có biết hả? Đổ đại như vậy á, đổ số khí rồi mày. Xúc lu á hả? Ừ. Xúc lu không? Ừ. Con quậy lu lên, đặng cho cái cặn ở dưới nó lên. Đục cái cặn ở dưới lên, đặng mình xúc ra nó mới hết được. Ừ. Chứ thôi giờ ở thành phố biết làm mấy chuyện này đâu. Đúng rồi, đó vậy. Không bao giờ, Su là lần đầu tiên trong cuộc đời Su là biết xúc lu á cả nhà. Mà biết đâu nữa có chồng về quê. Trời ơi, không chừng à, bà ngoại nói đúng à, thiệt luôn á. Mà biết đâu mốt có chồng về miền Tây giống như mẹ ở quê đời nhỏ hả? Con mẹ thì mẹ quen nhưng mà con thì con bỡ ngỡ. Đúng rồi, biết đâu nó yêu anh chàng nào trai miền Tây sao trời. Con đừng nói mẹ khùng con, nói mẹ khùng hoài mẹ đâu có khùng đâu. Không khùng là cái gì? Nói mẹ khùng hoài đấy con này. Thì lúc mẹ cũng tự nói mẹ khùng mà. Mẹ nói mẹ khùng thì được, đúng không? Con nói mẹ khùng thì nhiều khi bà con không biết rồi nói nè. Con còn nhỏ nói mẹ vậy, nhưng mà thật sự mẹ cũng khùng thiệt. Nấu nhỏ chồng, nhỏ nó cùng thùng mà nó chồng nó cười này nữa. Nó quay lên đó. Đó luôn hả? Ờ. Chồng là trai. Chứ chồng với em. Bữa nào mình giả bộ mình cùng thùng với ông chồng nó làm gì điên điên á, mình giả bộ mình quýnh ổng chơi. Tại đi. Sao không? Hả? À? À chắc ngồi yên cho quýnh à, cho mình quýnh à. Nó tán lại chắc xiển điển à, chứ ngồi yên cho mình quýnh à. Nó quánh lên bờ xuống ruộng chứ giỡn mặt. Trời ơi, trời nè. Hôm nay mày ăn gan hùm mật gấu hả? Tới số vậy tao rồi gan nó lôi. Nó đánh hả? Như cái nồi vẽ. Cái mặt nó chừng bằng cái mâm. Cái mặt bằng cái mâm luôn chứ không phải giỡn. Anh đánh mặt chần chần. Ừ, khỏi ra đường nhìn bà con mà nhìn mặt bà con luôn á. Chắc nghỉ cả tháng trời khỏi làm YouTube luôn á. Ý tưởng không hợp lý. Sao mình quay quơ trúng cái gì đâu không ta? Đúng là toàn là khuôn mặt con gà không trời. Mẹ Ngân phơi con thao thuốc nam rồi cả nhà. Ngân quay vậy chứ Ngân chưa đăng clip kịp nữa cả nhà, ngồi xử clip đó là thấy ngoại làm gì cái chạy ra làm. Ôi chạy ra quay chứ không có làm, nó xàm thôi chứ không có làm. Làm thì ít mà nói xàm thì nhiều. Thấy không, ở trên phố đâu có làm được công chuyện này, giống như mình tập thể dục với con cho nó cường tráng sức khỏe, cho nó khỏe khoắn con người mình nó mạnh. Đó, Su xúc lưu rồi, Su bơm nước vô. Biết chim cả nhà, cái này là nước máy á, nước sạch á, mình bơm vô đây. Mình bơm vô đây. Đặng biết chi không, đặng mình nấu nước nó không có bị hôi tẩy. Nấu nước để là mình nấu nó không hôi, còn nhiều khi mình nấu liền nó hôi. Rồi, buông ra chạy ra ôm vịt nữa. Con dặn đó là mỗi lần mà ôm vịt này vô là rửa tay để khi quên ăn rồi bóc á. Thì không rửa tay nó dơ, cái nó chạy vô đây cái nó thụt cái tay vô đây cái nó dung nó đi ra. xong rồi chiều nó lại hồi xong rồi hồi nó lại dung dung vô đây, hồi nó thụt cái tay vô đây cái dung dung ra chứ nó không có múc ra cái cửa. Nó không mang lên đường phố thôi chứ nó mang lên đường phố mang rồi. Thì hôm nay hứa hẹn là ông trời sẽ nắng rất là nhiều, ra rất là nóng và rất là chi là nóng, nó nóng còn hơn cái chuyện nóng nữa. Giờ tiếp tục thì Ngân ngồi sẽ clip tiếp và không có thể nào ngủ trưa nổi. Mới có 9 giờ thôi mà ông trời ông nắng như là hạn hán từ hồi đời nào vậy, giống như là ở châu Phi hay là ở đâu mình tưởng tượng như châu Phi, Ấn Độ vậy. Để Ngân quay nghệ thuật tiếp nha. Cả nhà nhìn thấy mây xanh không à, không có miếng mây đen mây trắng gì đâu, thấy khủng thiệt chứ, nó trong dắt luôn quá trời. Trời này ai phơi lát là ngon á, phơi lát bằng lát. Trời ơi xô bây giờ nó gõ luôn, để họ gõ đi, gõ đi, giống ăn trời nhỏ mà cả nhà, dây gõ nắp lu, nắp thùng á, nắp thùng dồi á. Rồi lấy cái đũa gõ vô cái nắp son nắp nồi đánh trống đánh nhạc á, rồi lấy đôi chạy cái chổi về nè nhịp làm cái điệu mà chết á. Ở dưới quê Ngân á cả nhà có cái anh đó, anh chuyên đánh trống hay lắm nha, có biết nghệ đánh trống á. Anh chỉ cần dài hai cái nồi với mấy cái nắp nồi vậy, nói chung nồi với son với cây chổi vậy thôi mà ổng nhịp, cây chổi vậy nè ổng nhịp, nhịp vậy nè mà nó ra cái điệu nhạc cực kỳ hay luôn. Mà giờ lâu quá không thấy ông Tình hả mẹ? Tình hả? Hả? Ừ, mấy chục năm nay à. Chuyên gia đánh trống bằng cây chổi với cái mấy cái nồi đó. Đánh trống hay lắm. Ở quê mà mỗi lần nhậu là có ổng là vui lắm. Mà ông biết đánh trống đó, rồi bắt đầu mấy ông này hát chai. Mấy ông ở dưới quê hát chai. Không biết giờ đâu. Ở vòng mình không biết. Nhà ổng ở bên Bến Tre á. Gì? Không gì sữa tươi không đường. Ủa bịch kia còn mà hết hả? Ông hát nha, mấy ông nhậu mà mấy ông nhậu dưới quê mà thấy ông Tình hát thì ngồi hát chai hát thôi, không có cần giao lo chạy kéo. Người đàn người đánh trống người hát, mà hồi xưa mấy ông nhậu hát chai vui mẹ ha, hát sầm sàm mà vui ghê luôn á. Giờ vừa nhậu vừa hát á, mà không cần đàn gì chứ, không cần đánh trống mà không có cần dàn chạy kéo gì á. Bây giờ nó mất cái gốc rồi, giờ đa số là mỗi lần nhậu lên là hứng lên là mở loa kèo kéo lên hát, là không có còn như hồi xưa. Quay khúc cúng cùi nữa tắt video nha cả nhà. Đây là mẹ đang nấu thuốc nam đó, thuốc nam nha, uống thuốc nam nấu rồi nấu nước cho mình thấy hả? Thuốc nam nấu rồi không, nấu vậy cho đỡ hao ga hao điện. Nấu củi một cái ấm trà bá lửa 5 lít hết rồi. Nấu riêng đen thò lùi nè. Nhà bà Hai nấu bắp ở ngoài á, là bà nấu cái nồi ở cái bà nấu bắp cái nồi ở đây ha, rồi cái nóc nhà ở đây nè, nó đen mà nó lủng nóc nhà luôn. Nấu riêng cái mỏng lủng á. Nấu mấy năm nay nhiều. Mấy chục năm rồi chứ mấy năm gì? Thuốc nam nè, cây mai dương. Bây giờ cả xóm uống, ai cũng uống cây này thôi. Kiến nè. Nắng ngồi đi hết rồi, còn không nó chết quéo ở đây luôn. Bả xương đó ngồi nấu canh gà cho nó hả? Ủa nó bí nữa hả? Nấu canh hầm canh bí rồi cho ăn cơm ăn. Vậy để mang. Bye bye cả nhà nha. Cái kênh ủng hộ Ngân nha cả nhà. Nhấp vô chữ đăng ký, nhấp vô qua chuông và nhấp vô cho tất cả để Ngân đăng video cả nhà sẽ nhận được thông báo nha. Bye bye.